Vâng, em xin chào các bác. Để em tiếp tục lên cho các bác ở đây thêm một cái cặp loa của MS3 phục vụ các bác mà chúng ta ai cần cái đồng MS3 nhé. Bác nào đang hỏi em con MS3 thì đây có một cặp đây. Hàng về đây nhá. Đấy, cái cặp của nó đây. Chung là hàng bãi về thì nó sẽ có một vài vết nọ vết kia một chút nhá. Không thể nào mà tránh khỏi được. Đấy. Đấy. Ở đây là mặt trước của loa này. Mặt trước của loa đây nhé, em sẽ quay chi tiết từng loa cho các anh nhé. Các anh cần thì là cứ xem ở trong video luôn cho nó dễ nhé. Để góc cạnh có thể sẽ quay cẩn thận trên đây luôn. Đấy. Còn chụp ảnh chụp biết thì cho em xin phép nhé, vì em không có nhiều thời gian để em chụp ảnh. Đấy. Nên em quay trực tiếp ở trên đây luôn, các bác xem mà các bác thấy là ok hợp lý cho các bác lấy nhé. Đấy. Em quay từ từ cho các bác luôn. Đấy. Đây nó hơi bị ấy tí này. Đây là mặt sau của loa này. Hàng ok đẹp không ạ? Đấy nhá. Nhiều con nó về là các cái diềm này nó đã bị tua rua hết cả rồi, tức là nó bị vỡ hết các cái diềm này rồi. Mà cái con này nó bảo quản cái diềm ở đằng sau đây còn bảo quản rất tốt luôn. Đấy. Ít nhất là cái loa này, còn cái loa kia thì em chưa nhìn đằng sau em chưa biết. Mà cái loa này là nó bảo quản tốt này. MS3 này thì có công suất là 50W một loa và trở kháng là 6 ohm nhé, 6 ohm. Đấy. Đây là loa bên tay trái này. Để bỏ cái tay ra nhé. Cái chỗ này thì nó là cái vết sơn xiếc gì đấy thì các về các bác cậy nốt cho em nhé. Cậy ra được cái này. Đấy. Cái gì nó rơi vào đây ấy. Tôi lại cậy được nhé. Nó đẹp luôn các bạn thấy không ạ? Đây con này kể cả cái diềm đằng sau cũng đẹp này. Còn đây là nó góc bên tay trái của sườn loa này. Mặt trước này nhiều con về đã tép nó còn nõm rồi cơ, nó còn nhăn nheo rồi, nhưng con này tép tiếp vẫn phẳng lì, các bác thấy không ạ? Rất là đẹp luôn nhé. Nói chung con này được bảo quản rất là hoàn hảo à. Nhưng em đánh giá là con được bảo quản còn rất là ok luôn. Còn hàng bãi nó có một vài vết nọ bên kia một xíu thì em có chỉ cho các bác đấy rồi nhé, thì nó khó tránh lắm này. Đây con này để thuộc dạng hàng rất là đẹp rồi. Kém đẹp xuất sắc có một vài chỗ tí tí thôi nhé. Đấy, cái cặp MS3 này thì là trở kháng của nó 6 ohm công suất 50W nhé. Thì vừa em đọc rồi em đọc lại thôi. Còn đây cái kích thước của nó này thì là chiều ngang của nó là 15.5 này. Loa sâu là 23 này. Loa cao là 27. Đường viền loa bát đo hết viền bên ngoài là 13 cm. Loa trang bị một màng, một cái loa bát màng carbon gân cao su nón nõm đấy, màu xanh rêu nhé, rất là đẹp mà như này à, nhìn rất là đẹp nhé. Loa mùa vân gỗ đấy. Thì cặp MS3 này, hàng đẹp này thì có giá là đi 1.150.000 nhé. Để bác nào có nhu cầu mua vui lòng liên hệ số điện thoại là 0979891682 hoặc là 0966594581 để đặt hàng nhé. Đấy. Những cái này thì là nó có thể ghép vào những cái cục công suất mini để nghe nhạc, hoặc là mình ghép vào làm mình ghép thêm vào để bổ sung thêm một cái đôi loa nhỏ nhỏ nữa làm loa kiểu dạng như loa nóc cho các cái loa to chẳng hạn, để thêm cái nời hoặc là thêm cái tiếng tép tiếng bát vào cho nó dày tiếng hơn. Đấy. Hoặc là mình có thể là sử dụng và ghép vào các cái con âm ly bookshelf mini nhá, cái con âm ly bookshelf nhỏ nhỏ công suất cỡ khoảng tầm 100W, hơn 100W một tí, hoặc là 70-80W là mình ghép nghe là ok rồi. Còn ghép các cái âm ly mà nó khoảng 200-300W thì nên để ý nhé. 200-300W thì những âm ly được khá là lớn, và nếu mà nó mở to quá sợ là cháy loa mất, thì ghép em nghĩ là khoảng tầm 100W đổ về là hợp lý. Đấy, vì bọn này nó chạy cho các cái dòng mini thì nó công suất của bọn mini nó chỉ khoảng tầm 40-50W thôi mà, là đánh con này nó rất là ok rồi. Đấy nhá. Còn muốn căng căng một tí nữa thì có thể là sử dụng các cái loại hơn 100W.
Nhưng mà cái đấy thì nên lưu ý là dùng các cái công suất của loa và âm ly phải để ý nhé. Có đến lúc mà mở cái âm ly đấy sợ nó công suất nó lớn quá nó đánh cháy loa mất nhé. Ok, em xin phép đọc lại giá là 1.150.000 này, và tình trạng em đã quay cho các bác rõ ràng rồi. Số điện thoại liên hệ thì là 0979 891 682 hoặc là 0966 594 581. Các bác liên hệ hai số đó để đặt hàng, đặt cọc để đặt hàng nhé. Em xin chào các bác và xin hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em. Vâng.